Sư cho con hỏi thăm á, là ngày xưa á, sư cái người mà truyền cái cuốn sách mà gia truyền này cho sư á, là người đó có con cháu gì không sư? Có hai đứa con, một đứa trai đứa gái, nhưng mà ổng không truyền cho con, ổng để Cháu cháu cũng không truyền luôn. truyền, ổng truyền cho ai hết á, để truyền cho sư. Có nghĩa là cái vị sư phụ đó là đã nghiên cứu về Nghiên cứu các sử loại sách thuốc luôn hình là lâu lắm rồi, rồi mới đúc kết lại là ra được một cái quyển sách. Rồi sau này lại khi mà già tuổi già thì truyền lại cho sư, Đưa lại cho sư, nhưng mà đặc biệt cái là không truyền cho con cháu không luôn. tiền cho con cháu vậy hết. Cũng lạ, giống như là sư là có duyên vậy ha sư ha. Là cái duyên. Chào cả nhà. Hiện tại thì Ngôn đang có mặt tại chùa ở Bảy Ngàn của Hậu Giang nha cả nhà. Thì cả nhà ơi, tại ngôi chùa này có một vị sư cả, ngài đã lưu giữ những bài thuốc gia truyền từ rất là lâu rồi, và đã đúc kết qua rất là nhiều thời gian và kinh nghiệm để mà chữa trị cho rất là nhiều Phật tử và đã khỏi hẳn. Thì ngày hôm nay Ngôn sẽ dẫn cả nhà mình cùng gặp gỡ vị sư và tìm hiểu về một số loại bệnh mà vị sư có thể chữa trị cho cả nhà mình cùng được xem nha. Được rồi, còn bây giờ Ngôn xin mời cả nhà mình theo dõi video ạ. Con xin gửi lời chào sư ạ. Mô Phật. Sư ơi, thì theo như con tìm hiểu từ người dân xung quanh đó sư, thì con có nghe được là sư có một cái cuốn sách gọi là bí truyền, giống như là gia truyền vậy đó sư, về nói về những cái bài thuốc, những cái vị thuốc để mà chữa trị cho một số cái căn bệnh. Sư có thể chia sẻ cho con một số cái vị thuốc về mà chữa trị một số loại bệnh nhất định không sư? Sư ơi, sư cho con hỏi thăm á, là ngày xưa á, sư cái người mà truyền cái cuốn sách mà gia truyền này cho sư á, là người đó có con cháu gì không sư? Có hai đứa con, một đứa trai đứa gái, nhưng mà ổng không truyền cho con, ổng để truyền, Cháu cháu cũng không truyền luôn. ổng truyền cho ai hết á, để truyền cho sư. Có nghĩa là cái vị sư phụ đó là đã nghiên cứu về Nghiên cứu các loại sử sách thuốc luôn hình là lâu lắm rồi, rồi mới đúc kết lại là ra được một cái quyển sách. Rồi sau này lại khi mà già tuổi già thì truyền lại cho sư, Đưa lại cho sư, nhưng mà đặc biệt cái là không truyền cho con cháu không luôn. tiền cho con cháu vậy hết. Cũng lạ, giống như là sư là có duyên vậy ha sư. Là cái duyên. Cái đó cũng là một điều rất là giống như là có duyên sao mới được truyền. Mới được truyền đó. Chứ cái này là con cháu người ta, thì Nói ví dụ đến như ra rồi không tiền người ta mà. truyền cho con ta đặng nối nghiệp người ta, nhưng chắc do cái nghiệp của con của cái vị này là sao đó, cho nên ngày này không truyền. Rồi sau khi mà sư nhận được cái cuốn sách đó là bắt đầu bắt đầu nghiên cứu luôn. Nghiên cứu suốt luôn. Là lúc đó là sư chỉ mới tu thôi. Mới tu. Về nghiên cứu suốt, đêm nào cũng nằm nghiên cứu hết. Vậy là thời gian nó khoảng ba mươi mấy năm hả Ba sư? mấy năm rồi. Vậy là sư cũng chữa lành bệnh cho nhiều người lắm. Nhiều, rất nhiều người, cả trăm người đó, nhiều không, đến không hết đâu. Mà chị chừng nào kết quả mới suy trị nữa, còn không kết quả thì truyền qua bài thuốc khác. Có nghĩa là khi mà sư nhận một cái người nào đó để mà điều trị cho người đó, thì sư bắt đầu sư thử những bài thuốc, ví dụ như bài thuốc nào mà không được thì sư loại bỏ, sư đổi bài thuốc khác. Đổi lại thuốc khác. Rồi sau đó mà thời gian sau mà người đó lành bệnh, sau sau thời gian mà lành bệnh, điều trị lành bệnh, thì sư bắt đầu lưu giữ lại cái bài Lưu thuốc giữ đó bài thuốc đó để tiếp tục chữa trị cho những người cho sau. người khác nữa. Cái này cũng hay hay sư ha. Cái cuốn sách này hả sư? Là cái cuốn sách này mình dễ tìm không sư? Không có đâu. Không có hả sư? Tiệm thuốc bắc cũng không có luôn.
À, con cũng có nghe nói về cái cuốn sách mà con được người dân nói là sư có một cái cuốn sách là gọi là để dành trị bệnh, nhưng mà rất là khó kiếm cái cuốn sách này. Dạ có lắm, lâu rồi. Dạ con có thấy ghi chữ là Hoàng thượng thích thích Giác Nhiên. Dạ. Dạ cuốn sách này không có sức thuốc không à, vậy là cái sư ơi, cái cuốn sách này là nó dạng như là à, sư hồi đó sư ở đâu mà sư có được cũng sư? Mấy ông cụ hồi xưa cho, của mấy ông cụ hồi xưa cho. Dạ. Dạ. Tiền cho mình đó. Dạ. Hai cuốn mà. Hai cuốn mà hai sư. Dạ. Dạ. Người con thấy cái cuốn sách cuốn sách này nó cũng lạ nha. Dạ. Mà không có cái nguồn gốc. Dạ, không có nguồn gốc. Hèn gì sư được gọi là à, bí mật. Dạ. Dạ. À, để sư có thể đọc cho con một số cái vị thuốc hoặc là một số cái căn bệnh nhất định không sư? Được. Thì ngay bây giờ thì sư sẽ chia sẻ với mình một số cái gọi là to thuốc gia truyền để mà điều trị một số bệnh nhất định nha cả nhà. Đây tôi chia sẻ về cái loại chứng bệnh cũng như thần kinh tỏ. Một là chỉ sát, hai là hoàng oai, ba là bạch linh, bốn là đỗ trọng, năm là đại hoàng, sáu là bạch cúc, bảy xiêm khung, tám cương hược, chín sa sâm, 10 kiết cảnh, 11 thổ phục, 12 cam thảo, 13 xài hồ, 14 hoa xà thảo, 15 địa long. Thuốc này đi ngâm rượu uống một lần nửa keo nhỏ như thế đó, đó là thần kinh tỏ. Đi bổ là 250. Dạ. Có nghĩa đi, là đi lượng cho luôn. Dạ. Có nghĩa là mình chỉ cần cái này không đa không có để chỉ để gì đó, đã dạ. Dặn mình. Dạ. Có nghĩa là mình chỉ cần là ghi đúng cái to ghi của đúng sư to đó rồi đem ra tiệm thuốc bắc. Dạ. Là sẽ được tiệm thuốc bắc người ta đo đúng cái liều lượng cho mình luôn. Dạ. Đây là bài thuốc thứ hai, toa thuốc ngâm rượu không được uống. Một, mộc dược. Hai, như hương. Ba, xiên u. Bốn, long não. Năm, đại hoàng. Sáu, nga trực. Bảy, lưu hội. Tám, quế chi. 9 quế khâu, 10 bạch chỉ, 11 đại hồi, 12 tiểu bồi, 13 thiên liên kiện, 14 hồng hoa, 15 tam lăng. Đó là đây là thuốc ngâm rượu không được uống để thao bóp. Dạ, có nghĩa là cái bài thuốc vừa rồi là dạ. Chị nhức mỏi hả sư? Dạ nhức mỏi. Nhưng mà mình chỉ là so bóp thôi. So bóp nhức dạ. Mỏi chỗ nào mình thao bóp chỗ đó. Dạ. Mà ngâm đúng một tháng. Dạ ngâm đúng một tháng rồi mới dạ, sử dụng mới được. Sử dụng được. Dạ. Dạ. Cái này thuốc trị tiểu đường. Một đảm sâm, hai thục địa, ba táo nhân, bốn bạch thược, năm bạch trạch, sáu gừng, gừng tỏi ba lát, bảy phúc phục linh, tám hoàng sơn, chín ngũ chi, 10 sơn trà, 11 bắc kỳ,
12 nhãn nhục, 13 nhục quế, 14 diễn chi, 15 hột sen, 16 đương quy, 17 khẩu nhân, 18 cam thảo, 19 xiên khung. Cái này loại nấu nước đem sắc. Dạ. Dạ, không có ngâm rượu. À, có nghĩa là bài thuốc vừa thì chỉ tiểu đường. Dạ, tiểu đường. Mình nấu nước đem sắc. Nấu nước. Nấu nước mà, nhưng mà cái liều lượng sao có ghi không sư? Có, liều lượng là ví dụ 3 phần, 8 phần. Ví dụ một chén. Dạ. Đó, 3 chén rồi còn lượt lại một chén đó, mình đem ra uống. Dạ, có nghĩa là mình đổ vô là 3 chén nước. Dạ, 3 chén rồi cơm mình nấu cho nó còn lại một chén nước chén, sắc đó. Xuống còn một chén nước. Dạ. Là chén thuốc mình uống. Dạ. Dạ. Cái đó là ba chỉ hết trơn đó. Dạ. Là sao sư? Là một loại thuốc là ba chỉ mua. À, có nghĩa là có liều lượng luôn. Dạ, có liều lượng. Dạ, những cái sư ơi, những cái bài thuốc này là được những vị sư hồi xưa truyền lại tới bây dạ, giờ hả sư? Dạ, dạ, dạ. Đó là thuốc của mấy ông cụ hồi xưa truyền lại đó. Dạ, dạ. Dạ. Hèn gì mà con thấy là có thể là có một bài thuốc thì không có ghi liều lượng. Dạ. Có bài thuốc thì có ghi liều lượng. Dạ. Dạ. Do cái này là vấn đề của dạng như là những vị sư hồi xưa là truyền lại cho nên dạ. Chỉ ghi chép như sau thì mình biết vậy thôi. Nhưng mà cái cách để mà sư tìm được những cái bài thuốc này làm sao sư tìm được sư? Dạ đi bổ thuốc bắc không á. Dạ. Dạ. Mỗi một lần sư đi bổ thuốc bắc là sư tìm hiểu về một cái bài thuốc. Dạ, rồi tìm hiểu bài thuốc rồi bắt đầu mình ghi đem đi bổ. Dạ, nếu mà cái bài thuốc nào hay thì sư giữ lại. Giữ lại. Dạ. Dạ. Mà mình trị cho người ta rồi mình coi kết quả như thế nào. Dạ. Nếu mà thuốc đó hay, kết quả tốt đó, là đó mình sư lưu lại. Lại luôn. Dạ. Có nghĩa là sư cứ đi tìm các vị thuốc dạ. Và các bài thuốc dạ. À, tuy nhiên những bài thuốc nào mà không hay thì dạ. Được sư bỏ qua. Dạ con xin gửi lời chào cô ạ. Dạ cô cho con hỏi là cô thứ mấy cô? Thứ ba. Dạ à, cô ba ơi, cô ba cho con hỏi là cô ba đã từng sử dụng thuốc của sư chưa cô ba? Có sử dụng rồi chứ, đầu tiên hả thầy, ở đây tôi đầu tiên hả thầy. Dạ, à, khi đó là cô ba mắc phải cái bệnh gì cô bác? Không biết khi không cái nó đau chỗ này nè. Dạ. Đó mình ngồi tiểu vậy đó hen, nó muốn rụng xuống vậy, hai cái giỏ muốn rụng vậy. Dạ. Rồi cái thầy đã tôi mới lại hỏi, tôi mới nói trời ơi, tôi sao cái giỏ tôi nhức quá, cái ông cho thuốc. À, dạ. Là lúc đó là cô ba được sư hút thuốc cho hay là cho cái to thuốc? Thuốc ông sẵn không có đâm sẵn không cho nửa chai mà xe hai đó. À có nghĩa là sư đã chuẩn bị thuốc sẵn rồi. Ừ. Rồi có thuốc sẵn luôn. À, cô ba lại tâm sự với sư là cô ba bị gặp phải căn bệnh như vậy. Rồi được sư cho một chai thuốc. Nửa chai hả? Dạ nửa chai thôi. Dạ. Thì sau khi cô ba sử dụng như vậy theo cái cách chỉ của sư hả cô ba? Đúng rồi, tha bóp rồi cái vỏ gì. Dạ, tho bóp rồi bóp vô hai cái chân. Ừ, bóp chỗ mình đau nhiều thì bóp nhiều. Dạ. Còn không chỗ không đau mình cũng bóp vậy, mình tha thôi. Là cô ba sử dụng trong vòng bao lâu? Đâu vài lần cái hết trơn luôn đó. Dạ. À, có vài lần thôi. Là theo con độ như là cô ba cái thời gian nó là khoảng một tuần hay là một tháng hay là nửa tháng của ba? Nửa tháng là khoảng tuần. Khoảng tuần à? Là bắt đầu hết luôn. Dạ, chắc cái đó chắc cô ba lúc đó cô ba mừng dữ lắm hả? Mừng làm bệnh mà làm hết bệnh mừng lắm. Dạ. Trước đó cô ba có sử dụng các loại thuốc khác không? Có uống thuốc tây rồi hả? Mà hết không cô ba? Không hết nổi. Dạ. Dạ, con cảm ơn chia sẻ của cô ba. Dạ. Người ta. Dạ vậy là cái cô ba có chia sẻ là cái chú đó là được cô ba giới thiệu lại đây xin thuốc thầy. Ông có ông lại đây ông dân y chùa này nè. Dạ dân y thôi. À, rồi cái ông đó trời ơi lên xe cái nó nhức cái tay quá trời mà ông đi tới lui đặng tôi cứ dòm chừng cho ông lại đây đặng tôi chỉ. Dạ. Tôi chỉ nói ông có thuốc nè.
rồi cái lại đây cái tôi chị thấy ông tạ xách cho ông đưa chai rồi ông báo ngồi cái thải thả bớt không này bớt dữ lắm rồi. Dạ trời ơi. Vậy là cái chú đó là bị nhức tay, tuy nhiên trong cái lúc mà lại chùa của mình thì làm lễ dân y rồi tình cờ cô ba mới thấy là chú bị bệnh như vậy, rồi cô ba mới chỉ chú là lại ông cả là để xin thuốc, thì sau khi mà chú sử dụng khoảng 15-20 phút đúng rồi thì hết nhức. Ông ngồi đây nghe tôi hỏi sao bớt với chú, trời bớt gì lắm bà ơi, 10 phần mất hết cả 8 phần rồi đó. Hay nha. Tôi nói tôi cũng mừng nữa. Dạ. Bị đây ông cứ than hoài, ông nói là quá nhức quá à. Dạ. Biết vậy là ông không có đi, ông nói gì vậy. Dạ. Vừa lên xe rồi mới nói đau. Dạ, con cảm ơn chia sẻ của cô bà. Con xin gửi lời chào cô ạ. Dạ, cô cho con hỏi là cô thứ mấy cô? Tôi thứ ba. Dạ cô là cô ba ha. Ừ. Dạ cô ba ơi, cô ba cho con hỏi thăm là cô ba có từng đến sư để mà sư cả đó để mà xin thuốc để mà chữa trị một loại bệnh gì không sư ba, cô ba? Bệnh trị sưng đồ với mà nhức á, nhức mỏi á. Dạ. Khi mà cô ba xin thuốc của sư cả gì à? Sức thì hết. Dạ sức là khoảng hết. Bao lâu hết cô ba? Trời ơi sức thì trong vòng 1 tháng thì nó hết chân nhức chân gì rồi. Không còn nhức luôn hả cô ba? Không còn nhức. Dạ mà trước lúc đó cô ba có sử dụng các loại thuốc khác không? Không. Thuốc không. Đó đó. Dạ. Không mà ý con nói thôi là ta bà cái đi mua thuốc gì thật mà uống là không? Không. Không có hả? Trước cái lúc mà bị nhức á cô ba. Ừ. Rồi cô ba có sử dụng thuốc gì không? Không có sử dụng thuốc gì hết á, thuốc đó uống của ổng nó nặng sức hết chừng. Dạ. Uống. Ừ tha bóp vậy nè. Dạ. Dạ con cảm ơn cô bà đã chia sẻ cho con nha. Ừ. Dạ. Chứ ổng hay lắm à, thuốc cũ ổng hay lắm à. Dạ. Dạ. Theo như con được tìm hiểu từ những người dân xung quanh á, thì con cảm thấy là hình như là sư cả mình là chuyên trị về nhức mỏi hay gì đó. Ừ, ổng là cũng như là đau khớp rồi đó. Dạ. Nhức khớp rồi đó. Dạ. Ổng trị cái đó hay lắm. Dạ, con cảm ơn chia sẻ của cô ba nha. Ừ. Con chúc cho cô ba có thật nhiều sức khỏe nha. Ừ. Dạ. Khi mà một người mà có một cái bệnh đó mà muốn tìm đến sư thì người ta phải làm cách nào để mà liên lạc được với sư? Dạ đây hỏi điện qua điện thoại rồi sư chỉ địa chỉ cho. Dạ vậy sư có thể nào chia sẻ cái số điện thoại cho con để cho con chia sẻ với cả nhà để khi mà có một người nào mà cần sử dụng đến những cái vị thuốc mà để mà điều trị một số loại bệnh. Dạ. Thì có thể có cách để mà liên lạc với sư ạ. Dạ. Thì, số điện thoại sư là 0393014247. Dạ. Số điện thoại. Còn địa chỉ là ấp Thị Tứ, thị trấn 7000, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, chùa 7000. Dạ. Dạ. Dạ rồi con cảm ơn sư ạ. Dạ. 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 Ôi vậy mời mấy chú ăn cơm và dùng cơm luôn. Dạ bà dùng đi bà ơi. Dạ. Dạ con cảm ơn. Cô với mấy cô này con đi. Dạ cô dùng đi ạ. Hả? Dạ cô dùng ạ. Con cảm ơn ạ. Tới chùa dùng đi nè. Dạ được rồi. Dạ cô chú ăn cơm ạ. Dạ. Cô chú ơi. Rồi cháu bên kia hồi nãy đó. Cơm luôn. Bà cho con hỏi thăm á là mình cái đồ này là mình cúng dường cho sư. Dạ rồi sao rồi sư dùng xong là tới mình dùng. Dạ là nó mang lại cái ý nghĩa gì vậy bà? Cái này là cái này là mình đem đi cúng cho chư tăng. Dạ. Để hồi hướng cho khẩu nghiệp phật tổ của mình. Dạ rồi sau đó thì mình ăn chung cho vui vậy đó. Dạ vậy là như lấy lộc của sư. Dạ vậy là mình dùng chung với sư như vậy thì mình được hưởng cái lộc từ sư. Ừ là được bình an. Dạ. Phú quý này chứ đủ thứ ông bà không rồi ông bà hưởng ơi bình an. Dạ. Dạ con cảm ơn mấy cô ạ. À, còn bé này là cháu ngoại con hả? Cháu nội. Cháu nội hả? Cháu ngoại. Giỏi quá ta. Bên thì như mình gặp 30 này kia thì mình cũng đem cơm để hồi hướng cho của quyền mình đó. Trời dạ. Tại vì thiêu cũng gỡ trong chùa. Dạ. Trong chùa hết cho nên là phải gom lại chùa. Dạ.
mà con thấy vui ha, như vậy vui ha. Bé bé này mấy tuổi rồi cô? 5 tuổi rồi. Giỏi quá. Bây giờ con 6 tuổi đó. À bây giờ con 6 tuổi rồi. Bây giờ mẹ con nói là hăng 6 tuổi. Mẹ con nói 6 tuổi xong rồi còn mũ giáo. Rồi rồi con biết đọc kinh không? Không biết hả? Không biết sao chú thấy con lại lia chân vậy? Lại nó hoàng đó. Thấy mình đi nó hoàng đó. Dạ. Gửi đi nước ngoài mới chịu nghe, nước trong là tôi không chịu đó. Dạ con gửi lên toàn quốc luôn, toàn thế giới luôn. Ở đây vui quá. Dạ. Thì con cho con gửi lời cảm ơn sư đã chia sẻ một số cái gọi là nó giống như là bí mật của sư. Con rất là cảm ơn sư đã chia sẻ cho con cùng với mọi người được xem sơ qua. Và con xin chúc cho sư có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an và hạnh phúc mỗi ngày ạ. Xin cầu chúc cho các cô ở các nơi đó nhiều điều may mắn, an khang trường thọ, sắc đẹp tươi tốt, lành mạnh, yên vui đầy đủ, nhiều sức khỏe, an cư lạc nghiệp, thời gian lâu dài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con cảm ơn sư ạ. Con xin gửi lời chào sư ạ. Dạ. Thì đó là chia sẻ của sư cả về một số loại bệnh nhất định cho cả nhà mình được xem sơ qua, và một số bài thuốc rất là quý được đúc kết từ rất là lâu rồi ạ. Dạ thì để cả nhà mình nếu mà ai muốn tìm hiểu rõ hơn thì hãy liên hệ với sư. Sư cũng đã có đọc số điện thoại và địa chỉ cho cả nhà mình được tìm hiểu rõ hơn ạ. Dạ còn bây giờ thì Ngôn xin phép được kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại cả nhà ở một video kế tiếp ạ. Ngôn hy vọng rằng sẽ được cả nhà mình like và đăng ký ủng hộ tinh thần cho Ngôn ạ. Dạ rồi còn bây giờ Ngôn xin chào và chúc cho cả nhà mình có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an hạnh phúc mỗi ngày ạ. Con xin chào ạ.